Shop Bếp Gấu.com chữ chính làm nên thương hiệu. Shop Bếp Gấu.com có rất nhiều loại vòng quay, dễ chơi, dễ trúng và đủ loại mệnh giá cho tất cả các anh em. Là nơi mua bán hàng uy tín nhất trong tựa game Revive. Shop Bếp Gấu.com uy tín làm nên thương hiệu. Vô đi chung giùm con cái mấy cụ ơi. Trời sẽ sớm thằng là tào lao tào đế không nội. Ôi trời, cái thằng đồ khen nữa, ôi trời thằng báo nữa, ôi trời. Báo, báo. Thì báo nó đi nha. Báo đi vừa mới vừa nó báo. Báo qua báo chào Nghĩa Vũ nha. Nào bắn VFL. Ngày 17 tháng 2 sẽ bắn VFL. Bác mới gặp Đình Quân, tôi mới giết nó xong á. Tôi đang chơi đêm cốt mà. Con đá không kịp, đá không kịp thì con nghĩ con để người khác chơi con. Oh no, not this place again. Gì? Gì anh em nói gì trời? Tụi con đi cái vụ đi, nó nói gì trời? Không biết nữa. Con đem cái vụ mà vô nó nói gì các bạn? Quái ghê không nợ. Dùng bác ngôn quá. Dễ quá. Dễ sớm mà tại đừng có làm mờ giọng nó bồn rồi. Đi ngủ. Vui vẻ chào phấn xuống lành nha. Tiếng nhân vật đó bác mèo. Làm sao tắt cái tiếng đó ta? Làm sao tắt cái tiếng nói vậy nè? Ai mà biết được. Chào bố tính nha. Anh đi vào cho tôi xin một like đi nào. Chế độ sinh tồn. Đó, đảo dừa luôn. Quá là ngon các bạn ơi. Đảo dừa là chốn ăn chơi. Đảo trời là chốn nghỉ ngơi cuối đời. Nhưng mà tối là thích nghe đảo dừa để nó nhặt bồ tao nó bẫy cho tao đi ra. Nice. Hello, bị cứu bắt nha. Thay nhân vật đi anh là sao? Ủa là sao? Ủa sao thay nhân vật được ta? Ủa tự nhiên mình đang cho nhân vật bụi cỏ, bắt thay nhân vật là sao trời? Có gì có chuyện đâu. Bồn cháu, à có bồn cháu à. À cha. Cháu ơi, cháu chạy đâu vừa. Quát thì cháu nhìn mình, cháu lên 7 điểm số rồi. Nghĩ sao mà dành cái đảo dừa của bác vậy cháu? Già già có cái đảo bác mua sổ đỏ rồi cũng ráng dành là sao vậy cháu? Bốn thằng luôn nha, cậu thằng đây. Một cháu. Một cháu đâu là bạn số. Một ba cháu nữa. Đây, trong nhà bác luôn. Đâu rồi, bó chạy đâu rồi? Bên nhà đối diện bác. Đây, ngay trường số 2 luôn. Hẹn qua gà bó. Mày ở 2 ca su. Su tí tèo. Còn luôn, còn 2 cháu nữa. Chắc đâu trên mấy cái nhà xung quanh đây. Có mồi tao nó bẫy thì nói lên. Bật cái mic lên mà nói chuyện. Đi qua đâu. Đâu. Có bạn này nhanh cho anh luôn nha. Bạn này nhanh đây mồi tao nó bẫy. Bốn chưa cá bên đây, ai lấy gì nói. Bắn ghe mà không có mít rồi mà chơi cái gì vậy. Ê, chịu này mà. Bắn thế thì chịu. Ui, sao phải chip coi. Dạo này sụp quân nữa. Ôi, mình bảy người ra, cầu mình ra. Quá là thơm. Quá là thơm. Ơi, quân đài ơi, chờ tới tí với quân đài ơi. Chờ mũi tí, mũi tới bây giờ. Ra là không có nhẹ đâu. Chờ mũi tí, mũi tới bên quân nè. Đéo, đéo. À, đây. Hello, quân đài ơi, là quân đài. Chạy đi đâu mày coi, trò kết. Oh no. Có tỉ nè. Mấy nè bắn tỉ rồi ta. Trời bương. Tao thấy mà thằng nào cầm cái mồ 1887 hay sọc găng mà không có giường tao là chết. Cái trò kích nó hết. Thế nó buồn luôn. Em chơi với anh gấu cứ vào thì có được thì chơi em ơi. Còn vào được thì ngồi coi đi em ơi. Bây giờ biết cho ai mà biết chọn lựa ai hả em. Hợp lý. Cứ vào thì có mà đi chung với anh gấu là lấy tấm bột rồi. Bao nhiêu cái tấm bột cũng có luôn. Trời ghê chưa. Ghê chưa. Anh gấu ngồi kỹ năng mà đi chai ra không có cái gì hết trơn á. Tiền thì bó tay. Hãy chạy lên cái thành cầu này nó mới đẳng cấp các bạn. Hả? Chẳng này cả đảo dừa vùng xanh mà cũng hơi nghèo các bạn. Thôi, về khu cư đi. Dâm cư khu ấy con ba, đảo dừa nhớ hoài hoa con mười. Chúng ta cũng một kiếp người đã điêu một chút cho đừng cười bạn nha. Phố biển thành phố của ma, lần đầu để ấy chúng ta thò.
Phim Nam cái làng ấy em bò em buồn khóc anh hò hai câu. Câu đầu em nước bình lâu, câu sâu anh ứa giải dầu nắng mưa. Đồng hồ tắt một buổi trưa, chờ em đi học vẫn chưa thấy về. Ngẫu nhiên bật mic em mê, chỉ trâu nó chửi nó chê anh gà chứ bằng. Học bổn, học bổn mà mày, học bổn, học bổn này, học bổn bị kê nào. Đồ giàu. Vẫn chưa có sọc quân em ơi. Nhưng mà đồ thằng này giàu các bạn, đồ thằng này giàu. Đi qua, hẹn vừa xếp liễu, đá chi qua ngày tốt, giùm tao cái. Chỗ kia. Có sọc quân em, sọc quân đâu. Vẫn chưa có cái đồ độc đạo của mình luôn các bạn ơi. Quá là nhỏ. Ta lại tiến vào những vòng bộ 2 rồi, vẫn chưa có cái đồ đụng đao các bạn ơi. Đồ đụng đao của tả tốt là cây mồ tả nó 7 anh em à. Ba các bạn này nhanh không? Cái này cho nó bắn không dùng đồ cho gấu. Chỗ khen không ừ. Chỗ khen hai thằng luôn. Mấy này bắn mà nó không dùng đồ sao á. Thì nó dành đồ quá gấu mà. Gấu già rồi cũng dành đồ quá gấu nó chịu. Này hai viên đạn sụp quá xấu được không? Cũng được. Đẳng cấp đấy. Cũng ra gì đấy các bạn. Một ca sao được một slot của bác cũng được luôn nha em trai nha. Ok em luôn. Nếu em có tiền thì em sẽ được đặt cấp luôn em à. Còn không thì cũng vào điểm code em xếp hàng đi em ơi. Ủa, cái gì khó nhau. Cái gì khó nãy hồi nãy tôi đằng số 2 là số 3 Nghi Nghiêm Minh và Cốc Hà. Yên tâm đi em ơi, khỏi cần bấm xét luôn. Cho đi lễ đi chứ anh thích nó ra để anh xếp anh em khác vô. Yên tâm đi em. Rồi, sau lưng. Trốn. Bot. Ôi chốt, người đây. Chốt. Cái súng này mà có cái băng nạn nhanh vô á, nó mà gọi là vô đối nha anh em nha. Cùng mà ngồi ghế này nó đã cái đít mà nó lại đâu cái lưng các bạn. 183 one shot ok luôn, ok thằng em luôn. Lượm cái băng nạn cho cua tôi one shot cho anh em coi luôn. Nhưng mà cho Alok one shot nó mới ok. Cho bụi cỏ thì bắn hơi tù động, nhưng mà nó chắc, nó bị bắn lén các bạn hiểu không? Mình thua người ta một lỗ tai rồi mình phải chấp nhận các bạn. Má mà công nhận con nhỏ này mất bự chứ. Con kia đi nè. Sáng sớm mà anh em ngắm bánh bao anh em đừng chạy nước miếng nha anh em nha. Rồi đi giờ bó hai kêu ở dưới mực nha. Đúng rồi, nó đi theo anh gấu lấy chấm mục. Chứ rồi luôn, ôi như cá luôn, ui mệt lên. Yeah boy. Như cá luôn, đang cầm cái tiểu liên ở đây mà. Đó mà làm luôn anh em ơi, đó lộ làm luôn. Coi trên đồi bắt xuống lộ vị trí nó dưới anh gấu nha. Hai cháu. Lụm đồ chắc luôn. Bốn cháu luôn ông đội ơi. Triple kill. Bốn cháu luôn anh em à, một máu hết rồi. Thằng nào đã bắn giùm tao một cái, ra bắn tao đi, tao đang nghỉ luôn. Hãy bắn tao đi, ta là một con ác quỷ, hãy bắn tao đi. Còn một cái bóng keo. Cốc cây một bóng, skin AK đồng sinh kìa. Thấy vô. Đừng bắn tôi. Sao lại quay chảo quay dao ở đây? Tại sao lại quay chảo? Tại sao? Ủa nó cứu lại em đâu? Mẹt lên con bài rồi đó. À, gặp anh gấu quay chảo, ok luôn, chiến sâu quay chảo đi, anh gấu tha cho. À, gấu đen liên tốt, nhưng mà quay chảo thì anh gấu tha. Anh gấu cũng vẫn đang lưu tớp nhưng mà quay chảo thì anh gấu dùng tớp 1 cho. Hứa nha, chén sâu. Chén này cũng được. Nhưng mà nãy sao quá anh gấu không thấy. Lươn lẹo. Sao quá không thấy rồi. Hồi xin xuống đây em ơi. Ô là trời. Mẹ ra đèn là màu đậu, ra đèn là màu đậu. Tại nghĩ gì? Có băng điện nhanh không? Có băng điện nhanh không? Có băng điện nhanh đâu mà tự nhiên. Có băng điện mà thấy điện nhanh á, cho anh. Cái đó mà gọi là tài nguyên. Bác đang chơi hát à. Ừ. Mẹ đang hát đây ra đạn là bộ đầu thấy sao? Hào hát. Được không? Tại vì anh em biết sao không? Những người bình thường á, hát là sẽ bị khó ạc. Còn tôi có thích xanh, thích có thích vàng anh em thấy không? Người đầu tiên Việt Nam có thích vàng luôn. Đâu có ai dám khó đâu. Má đùa anh em vui đi chứ. Gà đáng khó ạc anh em à. Đùa. Ý sao cái ạc là mấy tỷ. Ủa không. Mày đi kia, mày đi kia.
tao mày. Mày đi chia với tao hả? Cái tao bảo đi chung với tao top 1 rồi, cứ không đi chung rồi cuối cùng mất top 1 rồi coi. Nói quá tao mấy thằng này là gì vậy? Bảo đi chung mình gấu còn chơi. Nãy là giờ thằng nào đi lẻ lên số 2 số 3 đúng không? Ok, được rồi. Bây giờ kích hai tụi mày ra. Ủa tẩy nó một thằng muốn nói đi mày. Tẩy nó đi. Tẩy nó thằng nói đi em ơi. Cắm đi điều ra bé gấu. Cắm đi điều anh đi. Không thằng nào đi anh lên đồi, anh lên đồi. Ủa tụi mày đi 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 ấy đây. Anh lên đồi đây, anh lên đồi đây, anh nhìn chứ không? Tẩy đi. Lên thì được bằng 4 đồ, có đồ đồng đạo tôi còn 4, 12 quá kèo 81 gia lai, 82 con tâm, đúng quá. Bình chỗ thằng kia ngon vậy. Má, nó thay sai điểm rồi anh em ơi. Bình chỗ thằng, bình chỗ thằng kia ngon vậy. Đồ, anh em. Lập đồ, lập đồ tao, lập đồ. Hào lập đồ, hào lập đồ tao, hào lập đồ tao. Đủ quá, mà dùng cái thằng kia thơm vậy ta. Bên chỗ thằng kia thơm dữ thì chờ 4 thằng, 5 thằng hay sao á. Mà đến người bị rồi. Đó, tao đi qua bên kho nha, tao đi qua bên góc kho nha. Thằng này chiêu coi chừng. Đấy, anh đi qua đây đây. Đấy, đi qua đây, qua đây. Đồ bọn bên đây cũng không có người luôn nè, cũng chờ hết luôn nè. Đồ, à đây này có người. Đó, ngu đây, tăng, cắm qua đây kia đây. Cắm qua đây kia, nói chung. Ờ, dường anh quay bé khóc luôn. Dường anh lấy 10 tới 3 quay sốt đó coi em ơi. Mày láo mày, gạt nó làm đấy. Gạt luôn đi. Mày lão mày. Thanks. Mày lão có bốn cháu. Rồi tao anh qua bên đây. Thằng nào kêu qua đây. Má bốn cháu này chắc phải bò quá. Lại trên đồi ta. Bốn cháu này ở đâu ta? Rồi cùng qua đây có thằng nữa, tao lấy đồ đây. Tao gáy là có chồng. Ủa, tao lấy đồ luôn. Vẹt lơi. Mày lão mày. Mày lão mày. Ha ha. Ây xì. Mơ một đồ này. Bắn xa không thì làm sao mà quánh sốc được các bạn. Điện trái mà còn bắn ngay nữa thì là ai các bạn. Hả? Ngó lên trời trời cao. Quá wow, đỉnh. Khi bắt gấu đã chơi Free Fire, nhắm em gái phải có V Live. Khi sắp gần của anh lên nồng vợ cỡ màu hồng, em phải vơ tay. Em không cần phải giả ngây thơ. Kỹ năng không phải tay mơ. Trong trung đoàn anh ai cũng biết anh đây thuộc dạng là best player. Khi anh đây mà live stream game, mấy em gái phải thả tim. Xem hay là anh bổ mắt. Không muốn solo thì nổ nem. Anh nghĩ gì em đoán xem. Anh sẵn lòng chào đón fan. Vào vào lửa anh không biết đổ. Biết anh chỉ biết mình đổ em. Ốp ghê ông nổ. Quá đẳng cấp.